Trong không khí tươi vui, tưng bừng của mùa xuân, trường Trung học phổ thông Vị Thanh vui mừng chào đón một ngày vô cùng đặc biệt, ngày 8 tháng 3, ngày tôn vinh một nửa đẹp nhất của thế giới. Đây cũng là cơ hội các giáo viên nam bày tỏ lời cảm ơn và sự yêu thương đối với các đồng chí nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Các đồng chí nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh cũng như phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc vẫn vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hòa cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước, được sự nhất trí của chi bộ, chiều ngày 8 tháng 3 năm 2024, Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã phối hợp tổ chức buổi kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, nhằm tôn vinh vẻ đẹp và ghi nhận những đóng góp của các thế hệ chị em phụ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Đến dự buổi họp mặt có các đồng chí Lê Duy Ngọc, Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Hoàng Huy, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Võ Thị Mỹ Hồng, phó hiệu trưởng nhà trường. Về phía ban chấp hành công đoàn, xin trân trọng giới thiệu thầy Trần Quang Bảo, chủ tịch công đoàn trường. Cùng toàn thể với thầy cô ở các tổ chuyên môn và các em giáo sinh của trường Đại học Cần Thơ đang thực tập tại trường Trung học phổ thông Vị Thanh, đề nghị bệ quan nhân chung. Qua buổi họp mặt, cán bộ giáo viên được nghe thầy Trần Văn Bảo, chủ tịch công đoàn phát biểu ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau bài phát biểu, đồng chí Bảo chúc CIM phụ nữ luôn dồi dào sức khỏe, xinh đẹp, năng động, bản lĩnh và hãy luôn cháy hết mình vì đam mê, làm những việc mình muốn làm, đến những nơi mình muốn đến và phải thật sự hạnh phúc. Là phụ nữ, hãy sống như một đóa hoa, không nhờ ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn. Trong buổi lễ, công đoàn nhà trường cũng đã tổ chức chúc mừng sinh nhật các đồng chí trong tháng 3 năm 2024. Sau lời phát biểu chúc mừng đầy ý nghĩa, thầy Lê Duy Ngọc hiệu trưởng, cô Võ Thị Mỹ Hồng đã thay mặt các đồng chí nữ cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà trường, công đoàn và các đồng chí nam trong cơ quan. Đồng chí cũng chia sẻ sẽ không ngừng phấn đấu trở thành những bông hoa tô đẹp thêm cho truyền thống của trường Trung học phổ thông Vị Thanh, tiếp thu những nét tính cách thời đại, luôn giữ vững và phát huy nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Buổi lễ khép lại trong không khí giản dị và ấm cúng, xin một lần nữa chúc cho chị em phụ nữ trường Trung học phổ thông Vị Thanh luôn thi đua dạy giỏi, sáng tạo, tích cực, đoàn kết phấn đấu học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để góp phần phát triển nhà trường và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ kỷ niệm ngày 8 tháng 3 năm 2024.